Kính chào quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn, đây là những mẫu dây loa của Hitachi, và đây có dây nguồn điện của Hitachi vẫn có luôn các bác và anh em nhé. Đây là một mẫu bản này để xem cho các bác và anh em xem. Dây này thì cầm khá là mềm, dây Hitachi các bác và anh em nhé. Bản này là 12 lõi đấy. Hitachi, đây cho các bác và anh em xem mã này. 80C Hitachi, dây bãi nhật xịn cho các bác và anh em. Dây này thì cầm khá là mềm và đầm tay. Bên ngoài lớp lớp cao su, sau đến lớp lưới chống nhiễu, các bác và anh em xem ở đây. Không thì em cắt ra em tuốt lại từ đầu cho các bác và anh em xem dễ hình dung nhá. Đây, cái này thì em sẽ tách cái lớp nhựa này ra này. Đấy, các bác và anh em xem cái nhựa cao su này của nó cực kỳ là dẻo, rất là dẻo và bền. Phải nói là thằng Nhật nó làm rất là đẹp. Cái lớp lưới chống nhiễu này, các bác và anh em xem. Cái bản này nó sáng nhá, cái đồng mà bảo nó cực kỳ là sáng, nó sáng hơn những cái bản khác đấy. Tiếp đến lớp giấy này các bác và anh em này, lớp giấy ở bên trong này, 1 2 3 4 5 6, 6 cặp dây đấy, 6 cặp dây các bác và anh em xem, 6 cặp dây. Họ sẽ xoắn từng cặp một, và nguyên lý của nó là khi cắm nó cặp như này thì giúp chống nhiễu tốt hơn các bác và anh em nhé. Và em sẽ tách để các bác và anh em xem cái lõi của nó này, cực kỳ là sáng và đẹp các bác và anh em xem. Đấy. Sau 12 lõi thì mình chia mỗi bên 6 lõi. Đấy các bạn anh em xem. Cực kỳ là sáng và đẹp. Đây, em sẽ về lại như này. Đấy. Các bạn anh em đặt thì em sẽ chia sẵn âm dương cho các bạn anh em nhé. Chia sẵn và bọc co nhiệt đánh dấu âm dương. Về các bác và anh em chỉ việc đấu thôi, chứ còn nhiều lõi nha, để các bác và anh em làm thì rất mất thời gian. Đấy, thì em cũng sẽ chia sẵn cho các bác và anh em và bọc co nhận đánh dấu âm dương về các bác và anh em chỉ vực đấu. Giờ này thì chơi thì như em nói đấy, chơi nhạc vàng, nhạc bolero thì tiếng rất là chi tiết. Đấy, cực kỳ là đẹp các bác và anh em đấu loa. Đấy, giờ này thì em để cho các bác và anh em mức giá là 80.000 đồng một mét các bác và anh em nhé. 80.000 đồng một mét dây loa Hitachi bản 12 lõi như thế này. Ngày hôm nay là ngày 15 tháng 4 2022, thì các bạn anh em đặt hàng thì vui lòng là nói cho em cái video em đăng ngày bao nhiêu, bởi vì là thằng Hitachi nó rất nhiều mã, và đôi khi cùng một mã kết cấu dây này khác nhau, cùng một số lõi nhưng mà kết cấu dây khác nhau và kiểu dáng dây khác nhau, chất lượng khác nhau các bạn anh em nhé. Ngày hôm nay đúng ngày rằm tháng 4, 15 tháng 4, thì các bạn anh em đặt cho em là dây 12 lõi dây Hitachi ngày đăng 15 tháng 4, giá 80.000 đồng một mét. Các bạn anh em mua bao nhiêu mét thì em cắt bấy nhiêu và chia sẵn âm dương thành từng bộ cho các bác và anh em. Cái này thì em có không nhiều, chỉ có một cuộn thôi. Đấy, nên là các bác và anh em yêu thích mẫu này thì nhắn tin cho em. Đấy, các bác và em nhìn cái dây của nó thì quá là đẹp rồi. Đấy nhá. Rồi, tiếp đến một mẫu dây rẻ hơn cho các bác và anh em nhá. Rẻ hơn đây, em sẽ lấy cho các bác và anh em xem. Đấy. Rẻ hơn thằng này. Thằng này bản 4 lõi thì chỉ 4 lõi các bác và anh em nhá. Đây, cái thằng này cầm nó không được mềm như thằng này, em cảm giác nó cứng hơn. Các bạn nhìn hai cái dây nó cứng hơn một chút. Đấy, vẫn là cái đầu Hitachi đầu 4 giống nhau, cái mã này. Đấy, các bạn em nói thằng Hitachi này mình không hiểu vì sao nó thiết kế cái đầu mã giống nhau như vậy. Đây cũng đều là 41447 HCV style này, 2464, các bạn em thấy cùng một mã luôn mà dây nó khác nhau luôn. Đấy, cái bản cái đời phiên bản nó khác đó các bạn anh em nhé. Đấy, cái nhựa này thì nó sẽ dày hơn này, cái nhựa này so với cái nhựa đâu nhỉ, em vừa tuốt ra vừa lấy, thì cái này nó dày hơn, nó dày hơn, cả bác nó cứng hơn. Đấy, cả bác nó dày hơn. Và lời chống nhiễu nó đây, bên trong nó chỉ có 4 lõi thôi. Đấy, lớp giấy nhé. Thằng em để cho các bác và anh em mức giá 40.000 đồng một mét nhá. 40.000 đồng một mét. Đấy, hai nó to hơn này, quá là đẹp. Về thì các bác chia cho em hai cái màu đen này với nhau này, hai màu đen với nhau, còn hai thằng lại còn lại với nhau. Đấy, rất là đẹp, đánh rất là hay. Mực 40.000 đồng một mét rồi, dây bãi nhật xịn như này, dây Hitachi. Đấy, dây này thì em không có nhiều, có anh em đặt thì nhắn tin luôn cho em nhé. Đấy, tiếp đến một mẫu nữa, tầng này thì em còn một ít này, để lại cho các bác này. Cái này là giống như cái bản 12 lõi vừa lấy,
thằng này 14 lõi, các bạn nghe nhé, 14 lõi mà 14 lõi nhỏ đây, 14 lõi nhỏ các bác và anh em nhé, 14 lõi nhỏ, 14 lõi nhỏ đây, tổng có 14 lõi nhỏ như này. Để các bác nhìn màu này thì em để cho các bác và anh em mức giá là 70.000 đồng một mét nhé, 70.000 đồng mét. Thì cái này em sẽ chia sẵn hết cho các bác và anh em, về các bác và anh em chỉ việc đấu thôi. 2, 4, 5 mỗi bên 7 lõi, em chia em co âm dương sẵn cho các bác về chiều đấu. Thằng này đánh rất là chi tiết đấy các bác và anh em nhé. Hitachi 14 lõi 70.000 đồng, quá là đẹp chưa, quá là xịn đấy. Còn bên đây thì em còn một cái cuộn dây nguồn điện, dây nguồn điện các bác và anh em không muốn điện 3 lõi chống nhiễu của Hitachi. Cái này các bác và anh em đấu sóng điện gia đình thì rất là hay, cũng như làm dây điện, dây nguồn cho biến áp cách ly này, dây nguồn cho âm ly cho CD, hoặc là dây nguồn đi âm tường để chơi trong nhà thì quá là hay. Thế nhưng mà có điều kiện mà các bác anh em xây nhà hoặc là xây công trình nhà ăn, nhà tắm mà dùng được dây này thì quá là tốt rồi. Đây, bên ngoài của nó thì khá là to vừa phải, đâu đó khoảng tầm đầu ngón tay út của em, lớp nhựa này. Đấy, cái lớp lưới chống nhiễu, và bên trong đây vẫn còn một lớp này nữa nhá, lớp giấy này, lớp giấy bạc này. Đấy các bạn anh em thấy nó còn cái lớp bột này này, lớp bột này lớp bột tản nhiệt các bác anh em nhé, lớp bột tản nhiệt sờ rất là mịn tay. Và ba cái nõi dây các bác anh em biết rồi, đối với tiêu chuẩn điện của châu Âu hoặc của Nhật thì nó thiết kế ba ổ cắm, hai rắc chân nóng lạnh và một chân tiếp địa giúp an toàn cho người sử dụng. À, các bạn anh em xem ba cái lõi dây. Dưới này thì em để cho các bác và anh em xá chỉ 60.000 đồng một mét. Đấy, dây nguồn thì cái sợi nó sẽ to hơn dây loa các bác và anh em nhé. Đây, cực kỳ là ngon. Dưới này thì em chỉ có đúng một cuộn, chỉ có đúng một cuộn. Có đúng một cuộn đây. Đây, cho xem mã các bác và anh em xem nhé. 41447HCV này, 16AVKG này. Đấy, các bác và anh em xem, cái dây nó đẹp như này cơ mà. Nha. Nếu như các bác và anh em nào yêu thích mẫu dây loa, 3 mẫu em vừa giới thiệu, 40 này, 70, 80, 3 mẫu và mẫu dây nguồn điện em vừa giới thiệu thì nhắn tin gọi điện cho em qua số điện thoại em để phía dưới phần mô tả video clip nhé. Cảm ơn các bác và anh em. Xin chào và xin cảm ơn.